cái khu vực này như mọi người thấy trước mắt là đã lấy cốt rất là nhiều rồi. Đã lấy hết cốt rồi. Chỉ còn một số ít phía ngoài thôi. Đây là cái đồ đọc kinh thường gắn trên những cái ngôi mộ cả nhà, để cho những cái người thân á mà đặt khúc là họ họ nghe để siêu thoát về cái nơi mà nơi Đức Phật. Thì thời trước cũng có, chứ bây giờ mình đi những ngôi mộ sau này có rất là nhiều nha, những cái bông sen. Cái này là sử dụng bằng năng lượng mặt trời luôn đó nha. Tiếng kinh. Ở đây thử gọi thì nếu mà cho mọi người có dám ở đây rồi. Trời ơi. Ở đây thấy anh chạy chạy tới tưởng đâu là bẫy chim bởi gì với cuộc là chụp mèo, mèo. Chụp con rắn này hả? Mèo. Rắn này là rắn gì hả? Lại hả? Rắn lại hả? Anh nó có độc không anh? Không, không. Rắn lại như đó không độc. Chứ bọn người nhưng mình không dám bắt đâu. Rồi, chết rồi, anh đập rồi. Đập banh cái đầu. Ủa thấy anh chạy chạy tới là bắt con rắn này hả? Không phải, con mèo. Còn con này nãy vô trong lưới đạn cắn chim nữa. Rắn này cắn chim hả? Ừ. Ở khu vực ở đây như chú hẹn với lại anh nói là cũng nhiều động vật lắm. Rắn, trăng, gà đâu nữa, gà rừng nữa, gà rừng nữa, gà rừng nữa. Hồi trước còn có tròn nữa hả chú này? Có tròn, tròn mình nó bảy hết rồi. Cũng còn chứ, lần hết. Ở đây còn gà rừng luôn hết? Còn, ông này cũng thấy nè, cũng thấy gà che rừng, cửa dài vậy nè. Gà che rừng. Ờ, che rừng. Nói chung là động vật quan dã đây còn nó đã xíu à. Chú sống ở đây lâu rồi chú? Chú ở thăm 28 năm rồi. 28 năm rồi. Tính là ủa vậy là lúc trước trước đó là mình ở đâu mà mình biết cái chỗ khu vực này là mình về ở chú? Nói chung nó cũng có cái duyên mình ở ngoài con. Dạ. Dạng như mình ở ngoài thì cũng lao động tự do đó. Dạ. Rồi ông anh ông mua đất ở đây ngày xưa là đất ruộng. À. Rồi cái nghĩa trang ngoài là nghĩa trang của nhà nước tiếp quản giải phóng. Dạ. Rồi rác đây đất ruộng rồi ổng mới mua đất ổng cũng chung liền nhau á. Rồi cái ổng mới thôi ổng nói thấy đạp bà bánh hoài cực khổ vô đây thôi trong coi mộ đi ngày kiếm ký gạo. Ừ. Rồi cái... Vậy là vô đây tới giờ luôn. À. Vô đây chú không sợ? Lúc đầu cũng sợ chứ nói chung cái tâm lý mà. Trước là con biết là ở đây là nó rất là vắng vẻ, nó không được gì đâu, bây giờ là còn đỡ nè. Ngày xưa đó chú vô đây giữ đó, là trong đây ruộng không nhìn thủng, không có nhà dân đâu. Dạ. Vợ không đưa thưa vài cái nhà. Ở mấy chục năm gì rồi chú có khi nào thấy được câu chuyện gì ở đây không chú? Chuyện ma hay là cái gì không chú? Chuyện thì nói chung mỗi người nó mỗi ý đó mà. Dạ. Thế là chú không có thấy, nếu mà thấy á thì không có dám mở, mình nói thẳng ra. À. Nếu người ta cho mình thấy là mình không dám mở. Mà đâu mấy chục năm gì mà chỗ cái chỗ này gì mà đó giờ không có thấy một cái gì luôn. Không. Nếu mà thấy là nói chung chú ở đây với con chú vô đây với cô chú là lúc đó con chú còn nhỏ hai đứa. Dạ. Nó còn đi học. Cái tại trước thì chắc là mình khó khăn này rọ rồi bắt bá quá rồi mới chạy lại. Nói chung là cuộc sống. Dạ. Cuộc sống thôi. Thì hiện tại là trước cho là vào là mình trông giữ những ngôi mộ đây thôi. Đúng rồi, dạng như mình trông giữ những ngôi mộ đây là. Dạ. Gia đình đã gửi gắm mình hàng tháng hàng năm mình đốt nhang đốt đèn tưới cây đồ á, cây kiển đồ cho mộ đó, người ta lên người ta gửi tiền. Thì cô thấy bây giờ là một số đây người ta cũng bốc là bớt rồi. Bốc nói chung là 97% là nó còn có 30%. Rồi người ta bốc hết rồi sao giờ mình ở đây mình... Nói chung là ở đây là còn vài ngôi mộ nhưng mà chờ là bên nhà nước tái định cư cho chú. Bồi thường lại hả? Rồi chú đi thôi. Dạ.
mình sống tạm đây dạng như, chứ ở đây con cháu nó cũng buồn lắm. Nó nói thôi để ra ngoài sống, nhưng mà giờ ra ngoài sống chú cũng lớn tuổi, cô cũng lớn tuổi, đâu có làm gì ra, thu nhập người. Ở trong đây có điện chưa chú? Có điện. Gì cũng được. Mà cái đường này mà đêm hôm mà đi sao dám trời. Gia Quyên lên mà con là con chịu nha. Tuy hay đi quay thường xuyên nhưng mà còn mà tầm 8 giờ là ở đây chắc tối dữ lắm rồi. Tối dữ lắm, nhưng mà dạng như hồi chú mới lên chú đi ra đi vô là mình tưởng tượng thôi, chứ mình nghĩ chắc có ma cỏ, mình chạy xe hay là đi ra nó thấy lạnh lạnh cái người vậy thôi. Ừ. Còn nước nôi rồi sao chú? Nước thay vì nước bình chú kêu người ta bỏ bình là để ăn uống, còn tắm rửa giặt giũ là giếng đóng đóng đó, đóng giếng hả? Bao nhiêu cái giếng đồ mã đây á, nước sao dùng được? Chú biết là dặn nó cũng phải có ô nhiễm rồi đó, nhưng mà thay vì cái phần mà tắm rửa giặt giũ á là chú xài nước đó, còn ăn uống là chú mua nước bình. Chứ còn ở đây con thấy nếu mà đào dưới xuống là nhìn nó không có được thấy nha. Đào tới 64 mét, nhưng mà mình nghĩ cái tầng nó rút xuống nó cũng thấm. Thấm thì kiểu là chất lọc thôi, nhưng mà nó cũng là đâu vào đấy mà. Nó cũng là cái đó nó tiết nhưng ra. Nhưng mà nó cũng đỡ hơn. Dạ. Trời. Ở mấy chục năm trong này, con thấy ngoài kia là thấy đã ớn rồi. Nó mặt đường thì thấy con đã ớn rồi. Còn này chú là phải đi lọt vô đây. Thì lọt khổng trong đây là cũng như quan sơ con thấy là chỗ đây nếu đâu. Mà cái em này mà không dắt vô con đâu biết chú ở đây đâu. Đâu có nghĩ ai ở hôm nay đâu trời. Đúng rồi. Thì nó cũng nhiều thành phần tệ nạn lắm. Hồi đó năm tám mấy là kêu xe vô đây là giết người nhiều lắm. Trời. Kêu đã ôm đó. Kêu chạy vô đây á, người giết chịu. Dạng như thay vì ở dưới đâu là nó kêu vô đây là sáng một vài ba ngày là có vụ án vài ba ngày. Trời. Hàng gì có nghe là gọi là Bình Hưng Hòa mà đúng rồi này. Bình Hưng Hòa ngày xưa là có tiếng là chết chóc nhiều lắm á, là dặn như cướp gỗ giết người là dặn như nó đem lên đây. Nói chung ở nghĩa địa đó cái tâm lý người ta nói mà sống không sợ chứ sợ, ủa mà chết không sợ chứ sợ mà sống. Dạ đúng rồi. Đến giờ tới thứ hai thứ ba cháu từ cháu rồi. Có đứa nào sợ không? Không, ở chung thấy là quen rồi. Chứ toàn là cây bụi rồi không à, mà ở trong đây mà mấy chục năm trời rồi. Chứ anh tính ra mẹ vậy chứ ở đây không khí nó tốt. Tốt gì có cây thôi, chứ còn thấy cây đúng rồi, cây nó cũng hút oxy, nó cũng đỡ. Chứ còn thấy đây nhìn mấy ngôi mộ rồi cả nha. Nhìn cái này lấy lâu chưa chú? Lâu rồi. Còn là mồ mả không? Còn là chú ở bên đây hả? Đúng rồi. Còn con nhà của chú bên kia là sao? Cái nhà của mấy ngôi mộ người ta vào, người ta cất làm nhà mồ đó, người ta bóc đi rồi đó. Chưa chú ra đó chú nằm cho nó mát. Đúng không? Sử dụng lại luôn. Này chim mình đánh bẫy. Chú đánh bẫy chứ nuôi. Thì cả nhà thì theo chân chú thì cũng vào được cái ngôi nhà của chú, nằm gần như là phía trong luôn. Đây chắc cũng là bên đây cũng có nhà nè, cũng được rồi. Rồi chào anh. Cái nhà này là mình ở bao nhiêu hộ gia đình chú ạ? Bao nhiêu người hả? Bốn người. Đây cũng nhỏ ha. Có 21 mét vuông mà. Vậy là mấy chục năm trời là mình đều ở đây luôn. Đúng rồi. Mình ví dụ tối vô đây ngủ ban ngày là sinh hoạt ở ngoài đó đó, mua bán còn nghĩa địa đó. Trời. Mình nói ngoài đó. Còn mấy cái chú bên đây là của ai chứ? Cái đó là cái nhà kho của nhà thờ. Ủa? Cái nhà kho chứ không phải nhà ở thôi chứ. Tức là ngày xưa đó là dạng như nhà thờ chở bàn ghế rạp đồ lên. Tới ngày lễ đó. Dạ. Lễ với Tết đồ là cha lên làm lễ đó. Là mình dời ra. Rồi bây giờ bốc cốt hết rồi, nhà thờ chở đồ về giữ hết. Ừ, mới để cái nhà trống cho con trai dâu nó ở. Giờ đất là cũng giống như vàng rồi, nên người ta cũng không bỏ được cái gì.
vô đây mới cảm nhận giống như là nhà ở nè, tại vì được có cái nhà của chú nè, chứ lên bên đây được có cái nhà dễ nhìn bên cạnh đây. Bên thì... đây là chủ đất ngày xưa người ta bán đất, đất trống á, thì người ta bán đất cái nhìn qua đây thấy như nghĩa địa mình chú, ta không dám mô. Chủ mới xây bức tường cao lên, dắt vô đường đó người ta không thấy nghĩa địa. Cái thời chú ở đây là chắc là nghĩa địa là nó còn chắc là tùm luôn không, còn rất là nhiều ha. Chú nói vàng cho chú lên chú con nghĩa địa đây là lúc đó cái mùa mưa đó chú, nó là ruộng con hiểu không, nó ngập nước luôn rồi chú, nó ngập nước rồi mình lội xuống nước á, đĩa nó bu á, con đĩa đó là con nghĩ nó quan sơ cỡ nào. Trên chú đứng là cũng là những ngôi mộ luôn nè, đã được lấy rồi đó cả nhà, toàn là mộ không, cứ mộ cho liền liền như nhà phố mình. Đâu có chỗ đặt chỗ này, người ta lấy cốt rồi còn cái hố cấm đây, người ta cái nhà người ta mua để chôn đúng không? Dạ. Cái người ta bốc nè, cái này cái sinh phần người ta xây sẵn nè, cái sinh phần xây sẵn chưa chôn nè. Cái nhà này chắc là giàu lắm rồi. Dạ. Cái đào kim tinh sẵn rồi mà chưa cho. Đây cũng là hai bộ phận rồi. Đúng rồi. Đây là hai cái nè. Hai cái rồi, đây cái nè. Đây cái này cái bốc rồi nè. Cũng dạ. Như là thay vì ông chết thì xí bà kế bên. Dạ, bà vì sau này cho những người thân. Ừ. Ra đây nằm ngủ luôn. Treo giống nằm ngủ luôn. Đây nó mát. Có nằm mơ thấy gì không? Thấy gì? Trời, ở đây mà bà treo giống ngủ giống như là đi ấy ha. Hả? Mát mẻ thì mát mẻ đó, nhưng mà nhìn nó đó. Có khi nào buổi tối chú ngủ luôn ở đây không? Tới mùa nắng rồi chú phải ra đây ngủ rồi, trong nhà nóng lắm. Có cái giường sẵn nó dọn đồ xuống nó văng bụng nữa. Đó đằng đây cũng có cái cậy giường sắt là bắt nó thôi. Dạ. Dòng dài nhưng mà được cái là nhìn nó đó, chỉ có chú thôi chứ còn nhiều người chứ vô đây người ta cũng không dám đâu. Cái tâm lý ai cũng vậy, như con đi nhiều rồi nhưng mà nếu mà tối mà con chui vô đây mình chắc không dám. Chưa biết nhìn ghê sao đó. Đây là cũng có một bộ lấy rồi. Ở đây là em nhân dẫn vô đây là con mới biết chú ở đây, làm sao biết được trời. Anh có video em, anh cũng định là tìm tới nhưng mà cứ chạy ngoài đường không sao mà lọt vô đây được, khó thế nào lọt được, cái này phải có người dẫn thôi. Ngồi già không ai biết mà chạy vô đây rồi. Kêu ở trong đây là hóc và tó. Thiệt đấy chứ. Cái này ngày xưa người ta cũng nói là khi họ còn gánh, quý vong là gì. Ở đây mấy chục năm trời còn đơn giản, ở đây có cái cây bự nè. Cây đó là giải tỏ xong rồi cây bàn đó. Rồi giải tỏ xong rồi chú mới kêu người ta vô chú bán. Cái bàn mà nó bự gì luôn hả chứ? Ừ. Gì vậy? 20 mấy năm chú ở là chú trồng mấy năm đó chú nghĩ. Cái bàn mà giống như là mấy cái cây bồ đề rồi, to dữ. Đó cưa xong rồi nó mọc tiếp lên luôn thấy không? Dạ. Tết về quê vui ha, coi đốt pháo rồi ha. Thôi, năm nay là không có đốt pháo chú ơi. Không. Cấm hết. Dạ, không cấm kìa. Nhà em á mà, có một cái dây pháo điện tử. Tại dây pháo điện tử nó treo. Dạ. Anh thì mua pháo hoa. Mua pháo hoa về đốt. Chứ đâu cho pháo nổ. Chú con cũng có pháo nhưng mà pháo hoa nổ thôi, chứ không có pháo. Không có người ta, mà không có nào không có gì. Cái này cũng mát mẻ quá. Bắt đầu mấy anh em mình vũ nhau lên đây khoảng ngủ đêm trải nghiệm đi nha. Thử thách 4 giờ ở nhà chú Hẹn. Giao uống vài ba lon xong mình ở lại cả đêm thử. Được đó chứ bộ. Dạ, cái này là thấy rùng rợn rồi thấy không? Có gì mình chạy vô nhà chú được, còn ở bên kia là không có chạy đâu được. mình quay là mình phải có chỗ mình chú ẩn.